Vâng, Khang Minh xin kính chào toàn thể các bác và toàn thể quý anh em. Đây là 4733X. Khang Minh chưa có video giới thiệu đến các bác và quý anh em mà loa đã phải lên đường. Đây là một cặp loa rất là đẹp. Tiếp tục những cái model phun đôi dòng từ thường đời 4 số, model X cao cấp Khang Minh cung cấp đi cho khách hàng. Thực tế là Khang Minh đã khui và chụp một số hình ảnh và ít video để Khang Minh gửi cho một bác trong Sài Gòn, thì sau đó bác đã chốt và sở hữu ngay lập tức. Và ngày hôm nay là 20 tháng 10, chắc các bác và quý anh em cũng nghỉ ngơi và dành trọn cho gia đình. Nhưng mà hôm nay Khang Minh vẫn cứ đóng hàng đi, chắc là chiều nay hoặc là ngày mai cặp loa này sẽ đi. Thì Khang Minh xin được giấu tên bác và giấu địa chỉ, bởi vì đây là yêu cầu riêng của bác. Bác đã chuyển tiền cho Khang Minh 100%. Qua đây thì Khang Minh xin chân thành cảm ơn bác rất nhiều và chúc bác sức khỏe, luôn luôn gặp thật nhiều niềm vui và thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Đây là một chiếc Khang Minh sẽ dừng video, sau đó Khang Minh sẽ đóng lốt này. Thì đối với cái model 4733X này, tầm khoảng độ 2 đến 3 ngày nữa, chắc là tầm đó Khang Minh sẽ cập nhật về cặp tiếp theo. Đều là những cặp loa tuyển chọn cực kỳ đẹp luôn. Khang Minh xin dành một ít phút video để quay. Mời các bác và quý anh em chúng ta cùng xem qua những cái cặp loa cao cấp mà nó đẹp như thế này. Tiếp tục Khang Minh cung cấp đi. Đó, hai chiếc đẹp như một luôn. Các bác và quý anh em mua sắm trên Khang Minh thì những cái trường hợp mà Khang Minh về hàng, Khang Minh chưa có kịp làm video, chưa có kịp khui, mọi người đã đặt hàng trước hoặc là chuyển tài khoản cho Khang Minh trước là chuyện thường xuyên xảy ra. Các bác và quý anh em xem suốt trên kênh mọi người cũng nắm được. Đẹp từng con ốc, từng góc cạnh luôn. Các bác xem cái bát này, cực kỳ đẹp. Đây, quay qua một chút thôi trước khi chia tay tiếp theo cái cặp loa này về với bác trong Sài Gòn. Gần như là không tì vết, rất rất đẹp. Đằng sau nhá các bác nhá, mọi người xem một chút chiêm ngưỡng cái cặp loa này ngày hôm nay 20 tháng 10. Đó, gần hơn một chút này. Chắc là khoảng mấy hôm nữa cặp tiếp theo của Khang Minh sẽ cập bến. Chắc là cặp tiếp theo thì Khang Minh sẽ có video giới thiệu quay cả hai cặp, các bác và quý anh em cùng xem sau. Nó đẹp từng cái tay sách, từng cái con ốc luôn. Cái video mà Khang Minh quay cho bác thì cũng vẻn vẹn có chưa đầy 3 phút và một số hình ảnh. Tem, logo này, nét bắn luôn. Tiến lôi cái này dịch ra để đóng lốt chiếc loa đi. Xê chiếc đấy dịch lại để ngả cái chiếc loa này ra đây. Ở cái video trước thì Khang Minh quay thì 728S này, rồi thì nội thất cái SB222. Khang Minh sẽ gặp lại các bác và quý anh em ở những video tiếp theo nhé. Đây là số điện thoại, địa chỉ của Khang Minh. Mọi người quan tâm đến hàng Mỹ tuyển chọn vui lòng liên hệ cho Khang Minh theo số máy trên đây. Đó. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bác quý anh em.